Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liêm Nguyễn nha. Hôm nay tiếp tục với nhà vườn của chị Hương Đoàn nha bà con. Giao lưu phôi hoa giấy Mỹ, cây lùng lực đẹp, hoành thì to. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu chi tiết với nhà vườn. Dạ, em chào anh Liêm. Em chào cô chú anh chị đang xem clip ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn em. Nhà vườn Hương Đoàn em là ở Lấp Vò, Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939421599. Em chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe ạ. Trước tiên thì em lên cây mã số 1 nha cô chú anh chị. Mã số 1 là một cây là tông cao nha cô chú anh chị, đế dài ngoằng luôn. Mã số 1 có vành cổ ngay trăng đây là vành 34 nha cô chú anh chị. Vành 34. Sổ đế con này là 68.070 luôn cô chú ơi. Sổ đế quá trời cao luôn. Con này hình như là trồng từ 3 đến 4 chậu của cô chú nên nó vừa to vừa bự luôn nha cô chú anh chị. Nên cái giá của nó là giá cũng hơi cao chút xíu nha cô chú anh chị. Còn mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu em bao ship nha. 1 triệu bao ship cho mã số 1, cô chú cứ quan sát kỹ đi, con này nó đẹp lắm nha cô chú. Cây to không thấy người luôn ha. Dạ, không thấy người luôn. Người nhỏ hơn cái cây cô chú anh chị ơi. Dạ, con này là cái con mã số 2 nha cô chú anh chị, mã số 2 đứng vững luôn. Mã số 2 có hoành cổ là hoành 31 đó cô chú anh chị, hoành cổ là ngay chăng đây nha cô chú. Sổ đế của cây này thì không được cao, có 50 à. Cây này là hình thú nè cô chú anh chị ơi, hình thú ngoảnh đầu luôn. Như con lạc đà. Dạ ha ta. Tại nhìn gần thì mình nhìn không có được rõ nét lắm cô chú. Số 2 này em giao lưu là 430 bao ship nha cô chú. 430 bao ship. Con này hả? Con này là mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 hoành cổ nha. Hoành cổ là em lo ngay chăng đây nha. Tại này mắc cái nhánh rồi. Hoành cổ là 32. Sổ đế cũng dài. Sổ đế lấy 60 luôn. Con này là hình như mình làm dán đổ cũng được nè cô chú anh chị ơi. Đổ nhưng mà chưa gục lắm nha. Đổ gì nè cũng được này nha. Đó. Mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 408 bao ship nha cô chú anh chị, một con dán đổ nha. Cây này là mã số 4 nha cô chú anh chị, mã số 4 hoành cổ là hoành 30 luôn, sổ đế là 50 luôn. Con này nó nhỏ hơn con mấy nãy nè, mà dáng thế của nó cũng đứng vững luôn cô chú anh chị ơi. Con này em giao lưu với giá hữu nghị luôn, chỉ có 208 bao ship nha cô chú anh chị. 208 bao ship tại có chi cành rất là đẹp á. Con này là mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5 hoành cổ là hoành 36 luôn. Sổ đế là 50 nha cô chú anh chị. Con này to à. Con này to lực nha cô chú anh chị. To lực đứng vững nữa. Cô chú anh chị cứ quan sát kỹ nha cô chú anh chị. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600k bao ship nha cô chú anh chị. 600k bao ship quá trời cái con bự. Cây này là cây mã số 6 nha cô chú anh chị, mã số 6 con này dáng quái nha, cũng đứng vững luôn, hoành 23, sổ đế 45, con này là mini dễ thương nè cô chú anh chị ơi, đứng vững cực kỳ luôn, con này con dáng quái. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k bao ship nè cô chú anh chị, cây này cái tông hơi lạ mắt một chút nha. Cây này là cây mã số 7 nha cô chú anh chị, mã số 7 hoành cổ là hoành 30 nè, sổ đế 58, gần 60 luôn cô chú anh chị ơi, con này dáng hơi nghiêng nha. Cô chú anh chị coi cái con này hình như là em trồng tới 3 chậu rồi vậy. Em trồng tới 3 chậu mà cô chú anh chị thấy cái chỗ mặt tiền này đẹp ghê không? Ở chỗ đấy có hơi vết chày nha cô chú. Quá trời cái mặt tiền. Dạ con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700k bao ship nè cô chú anh chị. 700k bao ship ăn tiền cái chỗ mặt tiền chỗ này cho cô chú anh chị lên gù rất là khó luôn á. Cây này là cây mã số 8 nha cô chú anh chị, mã số 8 hoành cổ là hoành 29 luôn, sổ đế là 55, con này sổ đế to nè cô chú anh chị ơi. Đế ruộng ha. Dạ. Ruộng quấn. Cái bộ đế này bộ đế hơi lạ nha, nãy giờ mới thấy cái bộ đế lạ lạ gì nè mà con này lực nha cô chú anh chị. Mấy con nào lực là em nói lực à. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380 thôi. 380 bao ship thôi. Dạ cây này là cây mã số 9 nha cô chú anh chị, mã số 9 là hoành cổ là hoành 32 nè. Sổ đế là 45 luôn nè cô chú anh chị ơi. Con này cũng hơi, cái chân nó là chân cũng bự nha cô chú anh chị. Con mã số 9 này em giao lưu giá cũng hữu nghị luôn, chỉ có 320 thôi cô chú anh chị ơi, dễ mua luôn cô chú ơi. Quá đẹp, giá mềm dạ. Luôn. Cây này bể đặc hơn ha. À, con này con to nha cô chú anh chị, vừa to vừa lực luôn nha. Cây này mã số 10 nha cô chú anh chị, mã số 10 vành cổ rất là to luôn, vành em ba không giáp luôn, vành tới 37 luôn cô chú ơi, sổ đế là 60 luôn cô chú ơi. Con này bự chà bá luôn nha cô chú anh chị. Đó, trời nó bự rồi. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900k bao ship nha cô chú anh chị, quá trời cái gù bê đặc luôn.
Cô chú anh chị nào mà thích những cái dáng mà đặc thù như thế này là mua mã số 10 với cô chú. Con này là con một rễ nè cô chú anh chị ơi. Lâu lâu clip lên được có 1 con, 2 con một rễ à. Mã số 11 hoành 25 nha cô chú anh chị, hoành 25 là hoành đây nè. Cái hoành nó hình như nhỏ hơn cái cũ của nó nữa. Chỗ đế là 65 luôn. Đúng rồi. Cái hoành gì đâu mà nhỏ xíu à. Mà cái thân của nó thì bự. Đây là một con là một rễ cô chú ơi, chỉ có 350 bao ship thôi. 350 bao ship cho con một rễ nè. Cây này là cây mã số 12 nha cô chú anh chị, mã số 12 hoành 25 sổ đế 50 luôn. Con này là con nhỏ nha cô chú anh chị, nhỏ mà duyên nha. Á trời, bán cái giá cô chú anh chị mình nha, giật mình luôn nè, 200k bao ship luôn. Con rất là duyên luôn nè. Sổ đế sổ quái hoàng hoại luôn. Con đó tập ghép ok luôn. Tổng cao nha. À, con này nó vàng hoàng luôn cô chú anh chị ơi. Con này là mới vừa lên là em chấm con này liền á. Tại vì cái tông con này là cái tông quái lạ luôn cô chú anh chị, nằm mà khoái quái hoàng hoại luôn rồi. Nó nè, mã số 13 nè cô chú, hoành 28 à, sổ đế là 65. Quá cái, trời con này nó dài. Cái này dáng bay ha. Quá chừng luôn rồi. Quá trời luôn, cái con này sao nó bự dữ vậy. Mà cái tay nó cũng đẹp nữa nè cô chú anh chị ơi. Chi cành đóng đều hết. Ừ. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình, cái dáng quái như thế này thì lâu lâu mới có 1 con nha cô chú anh chị, nên giá cũng tương đối chút nha. Đánh giá là 550 bao ship nha cô chú anh chị. Con này quái cực kỳ quái luôn, mới thấy con còn quái gì luôn á. Quá chừng cây này đã luôn. Tiếp theo. Còn con này đẹp nữa nè cô chú anh chị ơi, con này đẹp mà em bán giá hữu nghị luôn nha. Con này con số mấy đây ta? Con số 14. Hoành 30 luôn. Sổ đế là 53, cao tổng cao của nó là 90 luôn nha cô chú anh chị ơi. Con này nó không phải là một rễ nhưng mà nó cũng sắp xỉ vậy đó, tại vì nó cuốn lại nè. Mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị nào thích ghép cái tán dù mà kiểu như thế này là có 380 bao ship nè cô chú anh chị. Hoặc là ghép được 2 tầng. Dạ đúng rồi nè cô chú anh chị, thấy mặt tiền nó quá đẹp luôn nè. Bữa nay về mấy con mà lực lực không cô chú anh chị ơi. Dao chân dài nha. Dạ, chân dài mà lực nữa chứ không phải là chân dài lỏng nè cô chú. Con này con mấy đây? Con mã số 15 nha cô chú anh chị, mã số 15 hoành khổ hoành rất là to luôn, hoành 38 luôn. Sổ đế nó chỉ có 45 thôi, tại vì cái này là bể đặt nha cô chú anh chị. Tổng cao của nó là 1m4 luôn á. Cao ghê luôn cô chú, 1m4 luôn. Cái bộ đế này lực dữ lắm luôn cô chú ơi, em buông tay luôn nè. Đứng vững luôn. Cây mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 680 bao ship nha cô chú anh chị. 680 nha. Mình cốt chỗ này cỡ khoảng là 16-18. Không, cốt này 20 mấy luôn à. Ngay chân đây là 20 mấy à. Ừ, tại vì cái tay em bớt không tới nè, là 20 mấy đó. 20 đó cô chú, kể như 20 đi. Đấy cốt nó to, mẹ nói em quên đò. Cây này cây mã số 16 nha cô chú anh chị. Mã số 16 hoành cổ là hoành 34 luôn. Sổ đế thì chỉ có 55 rồi cô chú anh chị ơi. Con này bởi đặt luôn nha cô chú anh chị. Bởi đặt hừ luôn. Con này em giao lưu hữu nghị luôn cô chú anh chị ơi. Lâu lâu có vài cây hữu nghị nè. Cây này là chỉ có 370 bao ship nè cô chú anh chị. Bày đặc thư. Ừ, 370 bao ship thôi. Cây mã số 17 hoành cổ là hoành 29 nha cô chú anh chị. Hoành 29 nè. Sổ đế của con này là 53 nha cô chú anh chị. Cây này đẹp nha cô chú đó. Cây này rất là đẹp luôn á. Cây này cái tông giống như là tông một rễ luôn á. Mà có mấy cái rễ nhỏ nhỏ này nè cô chú anh chị thấy không, cô chú anh chị tưởng tượng như mấy cây này là cây si cây đa nha cô chú anh chị, mấy rễ này nè. Cây mã số 17 này em giao lưu là 400k bao ship nha cô chú anh chị, còn quá trời đẹp luôn. Cây này cây mã số 18 nha cô chú anh chị, mã số 18 vành cổ là vành 27, sổ đế là có 55 rồi cô chú anh chị ơi. Con này là nói chung là con bữa nay là con cũ đặc, em giao lưu hữu nghị thiệt luôn á. Mấy con cũ đặc bữa nay là chi ăn cho cô chú anh chị mình luôn. Những cô chú anh chị nào phải mua bày đặt như thế này nè, con này chỉ có 300k thôi nha. 300k bao ship cho con này nghe cô chú. Nó có cái bụng dạ dưới cũng ngọt ha. Ừ, đẹp lắm cô chú ơi. Cái bầu nhiều con gà chứ đó. Dạ. Cô chú cứ coi hết clip của em đi thì coi sẽ có giá bất ngờ cho cô chú anh chị mình chốt luôn. Cái này cây mã số 19 nha cô chú anh chị. Mã số 19 hoành cổ là hoành 31 nha cô chú. Cây này là sổ đế 55 luôn á. Cây này dáng đẹp nha cô chú anh chị. Dáng này là dáng một cục luôn cô chú anh chị, không có lỗ hổ luôn á. Trời, em tìm cái lỗ hổ không ra luôn ta. Nó chỉ cho cô chú anh chị mình xem không có luôn. Con này hình như đò gục xuống chút xíu nữa được nè cô chú ơi. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380 bao ship nha. Cái con này hình như là nãy giờ là chỉ có một con duy nhất nè.
còn dáng thế gì á. Cây này là cây mã số 20 nha cô chú anh chị, mã số 20, hoành cỏ là hoành 30 nè, sổ đế 43. Con này cái chân cũng chân voi luôn nè cô chú, cái chân quá trời khừ luôn rồi, mới nãy giờ toàn là mấy con đứng vững không cô chú anh chị ơi. Con này em cũng giao lưu cái giá dễ mua luôn, chỉ có 250 bao ship nha cô chú anh chị, 250 bao ship cho cái con mà chân khủng luôn nè. Mã số 21, hoành cổ là hoành 32 nha cô chú anh chị, sổ đế là 55 luôn á. Con này là cái dáng đẹp nha cô chú. Cái này da bóng lọc như tha mỡ nha. có anh chị nào nói tha giống mỡ bò đó. Tha mỡ bò đúng rồi đó. Mã số 21 nha cô chú anh chị. Con này cái tông quá chịu quái. Cái tông này không biết em nó giống con gì nữa. Cây 21 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600k bao ship nha. Cô chú anh chị thấy cái mặt tiền của nó gù lên rồi nè cô chú ơi. Quá trời mặt tiền bự luôn, 600k. Cây này cây mã số 22 nha cô chú anh chị. Mã số 22 tông này tông trồng 3 chậu nè. Nên sổ đế rất là cao luôn á. Hoành là hoành cổ rồi, hoành 25. Thông thường trồng 3 chậu hoành cổ thấp lắm. Sổ đế tới 63 luôn cô chú anh chị ơi. Con này nó cao dữ lắm luôn. Con này cô chú anh chị nào thích tông cao là chốt con này nè cô chú ơi. Con này em giao lưu với giá cũng rẻ rời luôn cô chú ơi. Chỉ có 380 bao ship à. Tông cao bự nha cô chú anh chị. Con này bự được á. Con này là mã số 23 nha cô chú. Mã số 23 hoành cổ là hoành 28 mà sổ đế 55 nè. Con này là ở bể cũng đặc hừ luôn cô chú anh chị ơi. Con này là ở dưới đây bể đẹp nha. Do quản trị nó có vết chạy ngay trang chỗ này nha cô chú anh chị. Nên em bán cái giá con này theo cái vết chạy của nó luôn là chỉ có 380 bao ship cô chú anh chị ơi. Một con to mà chỉ có 380 à. Mã số 24, hoành cổ là hoành 30 nha cô chú anh chị, sổ đế là sổ đế 50 luôn. Con này là cái bộ gửi nó quắn quéo luôn cô chú anh chị ơi. Bộ gửi đặt luôn. Mấy con này sao bộ gửi đặt không đó ta. Hình như nó có bả chi cành có duyên lắm nè cô chú anh chị ơi. Chi cành ghép được nhiều tầng luôn. Con 24 này em giao lưu là 350 bao ship nha cô chú anh chị, 350 bao ship. Cây này là cây mã số 25 nha cô chú anh chị. Mã số 25 hoành cổ 25, sổ đế là chỉ có 50 thôi. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 300k bao ship nha. Dáng nó cũng quái lắm nha cô chú anh chị. Này bà con mình về ghép được 2 tầng hoặc là dạ. Hạ cốt rồi ghép bonsai. Dạ. Cây này cũng đẹp luôn. Dạ. Rồi, cây này cũng duyên dáng quá nè cô chú ơi. Mã số 26, hoành 23, sổ đế 55 nha cô chú anh chị. Ôi. Cây này da bóng lọc luôn. À, cây này là 26, mã số 26 cô chú anh chị ơi. Mã số 26 cái gò cục có đẹp dữ lắm luôn. Cô chú anh chị nhìn xem ha. Cây này do nó có vết chạy nha cô chú anh chị. Nên em bán cái giá theo vết chạy của nó luôn. Chỉ có 300k thôi nha cô chú anh chị. 300k cho cây này có vết chạy. Cây dáng cũng khá là đẹp. Đẹp mà có vết chạy ổn quá cô chú ơi. Cây này dáng còn khủng long nè. Cây này bự to nè cô chú anh chị. Cây này là cây mã số mấy đây ta? Mã số 27 nha cô chú anh chị. Mã số 27 hoành cổ hoành cũng to luôn, hoành tới 35 luôn á cô chú. Sổ đế là 54 nha cô chú. Tại vì cây này hình như là cái cây lực nè. Cây này to nặng ghê luôn cô chú anh chị ơi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng hữu nghị luôn. Sao đợt này về cái nó ưa bị này quá nè. Mình nhỏ xíu à. Xác nhẹ cái mình thả keo vô là nó sẽ lành lại cái chỗ này. Dạ. Con này em giao lưu là 460 thôi cô chú anh chị ơi, 460 bao ship thôi. Trì da chứ chưa dập thịt. Dạ, tại vì mấy con này nó nặng á cô chú anh chị. Nặng quá trời luôn rồi. Tiếp theo em lên cây giáng trực nè cô chú anh chị ơi. Mới nãy giờ mới gặp được cây giáng trực luôn á. Cây giáng trực này đẹp không tì vết luôn nha, mã giá cũng dễ mua nữa nè. Cây mã số 28 hoành cổ là hoành 27, sổ đế 50 nha cô chú anh chị. Giáng trực dễ mua, cây này đẹp không có vết chạy chùa dễ chơi nha cô chú. Mã số 28 em giao luôn một cây giáng trực nhỏ như thế này là 400k bao ship nha. Củ nó là củ đẹp nha cô chú anh chị, củ bình luôn nè. 400k. Cây này là mã số 29 nha cô chú anh chị. Mã số 29 hoành cổ là hoành 24 nè. Sổ đế 58 gần 60 luôn. Để con này chỗ này có duyên ghê luôn trời. Nè, giống cái lỗ tai yêu tinh không? Lỗ tai yêu tinh. Đúng rồi đó. Bây giờ người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ lỗ tai đó không nghe cô chú. Mã số 29 này em giao lưu của con có duyên này chỉ có là 370 bao ship thôi nha cô chú anh chị. 370 bao ship thôi nha. Tán tàn nó cũng đẹp nữa, đầy đủ luôn. Cây này là cây mã số 30 nha cô chú anh chị. Mã số 30 hoành cổ là hoành 37 luôn cô chú ơi. Sổ đế là 50 luôn.
Con này lực nha cô chú anh chị, lực mà dán trực nha, dán trực này nó hơi quái chút nghe cô chú. Trực này trực quái nè. Nguyên cái hoành bệ này nha, rất là to. Em không có đo hoành bệ, thông thường bên em ít đo hoành bệ lắm cô chú anh chị ơi. Bệ này có khoảng 60 hơn. Dạ, thấy nó bự quá ha. Cây này là cây mã số 30, em giao lưu chỉ có là 580 bao ship thôi nha cô chú anh chị. Con này nó già cũ là dữ lắm luôn cô chú ơi. Cây này cây mã số 31 nha cô chú anh chị. Mã số 31, hoành cổ của nó là hoành 33 nha cô chú anh chị. Hoành 33 này chăng đây nè. Sổ đế của nó là 70, sổ đế cây này dài lắm cô chú anh chị ơi. Cây này lực nha cô chú anh chị, nó có hai cái ghế nè, hai cái ghế bự chà bá luôn cô chú ơi. Bởi vì lực cực kỳ luôn. Con này là do vận chuyển nó có bị này nữa cô chú ơi. Cây này cũng khá là đẹp nha. Nó cũng có một cái dáng giống như cái cây vừa rồi mà dạ. Số mấy quên rồi. Nó giống như em cũng quên vậy. Luôn rồi. Tại lên nhiều số quá em không nhớ nổi luôn cô chú ơi. Nó có chạy vô đây nè cô chú ơi. Tại mấy cây nặng bự quá à. Cái vận chuyển nó ưa bị gì đó cô chú. Nhưng mà cái dáng nó đẹp rồi cô chú. Mấy cái vết chày đó mình thay keo là nó sẽ phục hồi à. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 31. Cây này là 600k bao ship nè cô chú anh chị. Cây rất là to luôn, dáng thấy cũng đẹp luôn nè. Cây này là cây số mấy đây ta? Số 32 nha cô chú. 32 là hoành cổ là hoành 23, sổ đế là 45. Cây này là cây nhỏ duyên nè cô chú. Nhỏ duyên tán nó cũng lắc lượng luôn cô chú ơi. Cây này em giao lưu là 280 thôi. 280 bao ship thôi. Cây này cây mã số 33 nha cô chú. Mã số 33 hoành cổ là hoành, hoành cổ ngay chân đây là hoành 37 luôn cô chú ơi. Sổ đế cũng dài nữa, sổ đế 63 luôn. Con này có dáng thế đẹp nha cô chú. Con này hình như là hồi nhỏ nó có bị mấy con chuột nó gặm cái gì nè. Mà nó đang kéo da lại luôn nè. Chuột cắn gần lành da nè. Dạ. Cắn từ nhỏ hay vậy. Dạ cây 33 này em giao lưu giá là 550 bao ship nha cô chú anh chị. 550 bao ship. Dạ cây này là cây mã số 34 nha cô chú anh chị. Mã số 34 hoành cổ là hoành 25 luôn. Sổ đế 50 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này có lá tán cũng đẹp lắm nè. Con 34 này em giao lưu với giá là 320 bao ship nha cô chú anh chị. Tán đẹp luôn. Cây này quá trời. Cái bộ rễ của nó quắn quéo luôn cô chú ơi. Mã số 35. Hoành cổ là hoành 33 nha cô chú. Cây này lùng bonsai quái. Dạ. Sổ đế là có 53 à. Cây này cô chú anh chị nào mà thích những cái tông mà nhiều rễ mà quéo lại với nhau nè. Quá trời. Cái tông này quá trời. Nó lạ mắt luôn cô chú ơi. Giao lưu cái cây này là mã số 35, chỉ có 450 bao ship thôi nha cô chú anh chị. 450 bao ship cho mã số 35. Cây này là mã số 36 nha cô chú anh chị. Hoành cổ là hoành 30 luôn, sổ đế thì dài, sổ đế tới 60 luôn. Con này là cái tông nó cũng lạ mắt nữa nè cô chú anh chị ơi. Nhưng mà được cái gù cục ở đây đẹp nè. Còn 36 này em giao lưu là cái giá 400k bao ship nha. 400k bao ship. Eo nó xoắn ốc ha. Dạ. Tông đó tông lạ đó. Mã số 37 hoành cổ là hoành 29 nha cô chú anh chị. Sổ đế cũng dài luôn, sổ đế tới 58 gần 60 luôn. Á trời con này sổ đế cao luôn cô chú anh chị ơi. Em giao lưu với cô chú anh chị mình con này giá là 280 bao ship thôi cô chú anh chị ơi. 280 bao ship thôi nè. Mã số 38 hoành cổ là hoành 32 nha cô chú. Sổ đế là 63 luôn. Sổ đế cũng dài ngoằng luôn cô chú anh chị ơi. Con này quá trời con này lực nha. Con này như là bể đặt luôn với cô chú. Sổ đế 3 chậu mà bể đặt khừ luôn cô chú anh chị ơi. Con này cầm vô biết nặng tay luôn ta. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 680 bao ship nha cô chú anh chị. Lâu lâu mà 3 chậu mà đặt chị là hiếm lắm đó cô chú. Thông thường 3 chậu ít đặt lắm. Cây này là mã số 39 nha cô chú anh chị. Mã số 39 hoành cổ là hoành 29 nha cô chú. Sổ đế là 55 luôn. Con này dáng cũng quái nè. Con này có hoành cái đây gù cục dữ lắm nè cô chú ơi. Con này tàn cũng đẹp. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430 bao ship thôi nha. 430 bao ship thôi. Con này là mã số 40 nha cô chú. Hoành cổ là hoành 32 luôn. Sổ đế 55 luôn. Cây này to nha cô chú anh chị, to lực nha. To mà đế lực ha. Dạ, lực dữ lắm luôn cô chú ơi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là cái giá cũng dễ mua luôn nha, chỉ có 380 bao ship à. Này bà con về ghép dán gió lùa cũng im. Cây này gãy lực.
Con này cong 41 nha cô chú anh chị, hoành cổ là hoành 25, sổ đế 55 luôn. Con này thì cái dáng hơi quái chút xíu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhiều khi không thích những con lực, thích những con quái thì cho con này nè. Con này quái mà sổ đế rất là cao luôn. Da bóng như tha mỡ bò. Con này chỉ có 380 thôi nha cô chú anh chị. Tại vì mỗi con nó có dáng thế riêng, nhiều khi cô chú anh chị mình thích cái dáng thế quái, nhiều khi cô chú anh chị mình thích dáng thế lực á. Cái này là mã số 42 nha cô chú anh chị. Hoành cổ là chỉ có 24 thôi, sổ đế là 55. Cái này cũng dáng trực nữa nè cô chú anh chị ơi. Nhưng mà trực này hơi quái chút xíu nha, chứ nó không phải trực truyền thống nha. Chỉ có 250 bao xếp thôi nha cô chú anh chị. 42, 250. Con này 43 nha cô chú anh chị. 43 là hoành cổ là hoành 26, sổ đế 55 nè. Con này nó cũng cái tông quái mà quái theo cái dạng như là u cục luôn. Con này lực nha cô chú anh chị. Lực sĩ thiệt chứ. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 320 bao ship ha. Quá trời lực luôn. Cây này là mã số 44 nha cô chú anh chị. Mã số 44 là cây này rất là duyên luôn á. Hoành thì tuy là cái hoành cổ có 20 à, tại cô chú anh chị nhìn thấy cái hoành, cái cổ của nó nhỏ xíu à, mà cái cục ruột của nó rất là to luôn á. Sổ đế thì 67 luôn. Cây này duyên dáng quá cô chú ơi, chỉ có 280 thôi nha. 280 bao ship cho một cây duyên nha. Cây này mã số 45 nha cô chú anh chị, hoành cổ cũng 22 à, sổ đế là 53. Con này bán giá bất ngờ luôn cô chú anh chị ơi, đẹp mà chỉ có 200 ngàn thôi nha. 200 ngàn cho cô chú anh chị mình dễ mua nha. Cây này là cây mã số 46 nha cô chú anh chị, hoành cổ là chỉ có 25 thôi, sổ đế là 67 gần 70 luôn á cô chú. Mà con này đẹp nha cô chú anh chị ơi, con này có dáng thế hết trơn luôn nè. Con này cũng bị chạy trong này nha. Nên em bán giá hữu nghị luôn cô chú anh chị ơi, mấy con to này mà bị vậy cái bán cái giá hữu nghị thiệt chứ, có 420 bao ship à. Con đẹp gì có 420 à. Kết thúc mã số 46 là cũng là kết thúc clip ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn em. Cô chú anh chị có yêu thích mã số nào thì cứ alo qua số 0939421599, số đó có Zalo luôn nha cô chú anh chị. Dạ em xin cảm ơn, em xin chào ạ. Cảm ơn chị Hương Đoàn nha. Dạ. Em chào bà con, hy vọng bà con mình hợp nhãn và chốt những mã số vừa rồi nha bà con. Toàn là những cái cây đẹp khủng không nha. Bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều ạ. À.